Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em trở lại với phân tích điểm đánh ngày 11 tháng 9 và kịch bản cho phiên ngày 12 tháng 9 nhé. Phiên ngày hôm nay đúng một phiên tính chất cục bộ Mỹ đúng không? Ngày 11 tháng 9, một phiên big short. Một cái nhịp big short này thì hoàn toàn chạy đúng kịch bản của White Cọp thôi đúng không? Không khác một chút gì. Và đánh rất... nó đánh chỉ đánh sốc ở nhịp cuối phiên thôi, chứ còn những cái nhịp mà sideway down đúng không? Những nhịp sideway down ở đầu phiên thì nhìn rất dễ đúng không? Nhìn rất dễ và đánh rất dễ và rất dễ để hold chen đúng không? Ngày hôm nay là một phiên mà nó có mở gap ngay đầu phiên đấy, một phiên nó đánh rất rất hay đấy, nhà cái nó đánh rất hay, nó đánh mở gap. Tuy nhiên là mọi người có thể thấy là sau những cái nhịp mà nó đánh mở gap như vậy mà nó đi sideways down, sau đó nó quay trở lại, nó thủng cái vùng mà biên trên của TR đúng không? Von to là anh em có thể thấy là rất có thể là một phiên mà mình sẽ ưu tiên đánh nhịp tái phân phối, và cái mục tiêu của mình là đánh về vùng 2830 đúng không? Vùng 2830. Đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ phân tích cái điểm đánh này nhá. Ai mà học quay cọc của mình thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ bắt được cái chen sọt này đúng không? Xác nhận của cái chen sọt là sau khi nó xác nhận sai quy định ở đây sẽ đánh sọt ở vùng 48x và gãy ở đây này, vùng 44 gãy xuống sọt tiếp. Đó. Sọt 48x thì về vùng 28 thôi, 20 điểm. Thì em có thể thấy là sau cái nhịp nó tạo ra một cái biên TR nằm đây này. Đúng không? Ngắm trước mình đã view là thế bây giờ nó tạo ra một cái bias TR vùng 48 đến 58. Câu chuyện mình ở đây là mình chỉ cần chờ xem liệu cái bias này nó form cho mình một cái tái tích lũy hay là form cho mình một nhịp phân phối nằm ở đây. Đúng không? Thì nếu như có phân phối thì mình sẽ bắt UTAC ở đâu? Đó, thì bắt UTAC ở đâu thì tất nhiên là gì? QML đỉnh cũ. Thứ hai là gì? Là vùng này. Rõ ràng đây là vùng mà mình sẽ canh, mình sọt xuống, và tất cả những cái nhịp mà đẩy đầu phiên đúng không? Đẩy đầu phiên có phân kỳ thì tất cả những nhịp đẩy đầu phiên cũng phải chốt long ở vùng 61 nếu như anh em có bắt kèo long ở biên dưới này. Và mình view 6163 chính là cái vùng mà có thể có những nhịp đảo chiều, và ai mà đánh long là từ gom vùng này là phải chốt vùng này và sẽ canh đảo sọt xuống. Đúng không? Chốt dần và canh đảo sọt xuống, và sau khi mà nó quay trở lại cái vùng này này, quay trở lại thằng này thì mình chỉ ưu tiên mình sọt xuống. Đó, quay trở lại sọt xuống. Và cái nhịp mà nó đỡ ở vùng 57 này, nó đỡ vài cây ở 57 này, em có thể thấy cái đỉnh cũ này. Khi mà đỡ một lần, hai lần sau đó thì nó mở biên, nó gãy thế này thì chỉ có sọt xuống luôn đúng không? Thì mình tiếp tục mình sọt ở vùng giá 56.x xuống. Canh hồi sọt xuống và ưu tiên đánh tái phân phối đi xuống. Và cái nhịp nó tạo ra sai quy lịt ở đây đúng không? Thì nó chỉ test lại đúng không? Rõ ràng nó test lại này. Nó test lại ở đây này đúng 48.3 này và nó gãy xuống. Thì rõ ràng ở đây mình có một cái nhịp nó phân phối và có ưu tác ở đây đúng không? Ở đây mình có ưu tác. Ở đây mình có LPSI ở vùng 48.x. Đây chính là những cái điểm này sọt xuống tiếp. Đó, chủ động sọt xuống ở những vùng này. Xong ở đây mình có sai quy lịt rồi. Thì rõ ràng một cái kèo mà nó chạy ở trong pha e thì mình sẽ không bắt đáy ở đây, không bắt long ở đây. Và tại sao khi mà giá nó đang ở trên vùng 4x này thì em view là mọi người sọt về 3840. Thì vì đơn giản là nó sẽ ở những nhịp này nó sẽ không có nhịp hồi đâu. Thường là những nhịp này nó chạy rất nhanh. Nó chạy rất nhanh và cái thằng 37 này nó sẽ không đỡ được giá đâu nhá. Lưu ý là cái thằng 37 sẽ không đỡ được giá đâu. Có thể nó có những nhịp đỡ được hồi phục đối với những chen mà nó yếu. Tuy nhiên là nó rất dễ bị dậy qua luôn, nên mình sẽ không bắt ở đây, mình sẽ phải bắt tại vùng này. Đúng không ạ? Ít nhất phải bắt hồi tại vùng này. Đó, tại vùng 28x đấy. 28x thì nó đánh về vùng này, nó có những nhịp hồi lên. Và nếu như mà hồi phục ở 2:15, nhớ là nhịp hồi phục ở 2:15 mà không mạnh đúng không? Cơ sở cũng như chân thì 2:15 nó sẽ đạp xuống tiếp. Thì tại sao một cái đoạn một cuối phiên mà ai có bắt long ở vùng 28 có báo mọi người là nhịp cầu và không có index ngày hôm nay nó lấp gáp vùng 25 đúng không? Index không lấp gáp thì ai mà đánh long hồi thì
thì chốt chốt luôn đi, không có là ăn đạp ấy. Rõ ràng cuối phiên nó đánh một nhịp rũ bỏ SC về tận đây đúng không? Lên thì về 16 nhưng mà giá thấp nhất là về 1201 đúng không? Có những hợp đồng nó giã về 1201 đấy. Và nhìn lên rất ảo, nên là ngày hôm nay nó phiên mà đội long nếu như mà cầm mà từ 5x là nó giết giết những ai mà zin đấy. Và cài cắt lỗ sâu nó sẽ giết. Ok, điểm đánh ngày hôm nay thì mình có điểm đánh là đầu phiên là có những nhịp mà đẩy long lên nhưng mà chỉ đẩy lên 61 thôi, view scalp lên 61.x thôi. Và view long chain là những cái nhịp mà long chain từ dưới này này, anh em là bắt long chain thì phải chốt ít nhất là 70% đây. Và canh sọt đúng không? Ngày hôm nay vẫn ưu tiên mục đích là canh sọt ở vùng 61 63 xuống. Đó, sọt chain và đánh win index, đánh con index về gap 25, đánh sọt index về gap 25. Khi index nó test vùng 46 đến 50 là mình sẽ sọt về 25. Tại vì vùng này ngày hôm nay là một nhịp nó kéo SAB đầu phiên để nó giữ nhịp đúng không? Nó đánh sideways down đấy. Sau đó là nó thả ra và nó đánh gập xuống đấy. Con SAB đầu tiên nó kéo gần full lên 170 đấy. Đó, sau đó nó đánh điều chỉnh xuống. Thì những cái nhịp anh em có thể sọt tiếp diễn ở vùng 45 48 này. Đó, ngày hôm nay sọt quanh vùng ngoài đường nhé. Những cái nhịp này thì anh em chỉ cần để cây trên cây logi king này là được này. Đó. Nhịp này thì ngày hôm nay có đánh một lệnh long ở vùng này. Thực ra lệnh long vùng này mọi người phải chốt đa phần ở vùng 34 36. Đúng không? Chốt 34 36 và anh em phải chốt hết ở vùng 31 nếu như có đánh long hồi ở những vùng này. Cuối phiên đó. Đó và đứng ngoài. Cuối phiên tại sao lại đứng ngoài? Tại thứ nhất là nó vẫn là một cái chén giảm, nó chưa có chốc tăng đúng không? Thứ hai nữa là những nhịp mà đạp cuối phiên mà không có nhịp hồi của cơ sở ấy, thì nó sẽ phải ít nhất phải tạo ra một cái vùng bay ở đây thì lúc đó mới cầm dài được. Còn không có nhịp hồi đúng không, không có lực cầu bắt đáy ấy, thì chưa có chốc tăng thì không cầm được. Ví dụ cuối phiên ok, câu chuyện là khi một cuối phiên mà 2:15 mà có một cái nhịp mà nó hồi lên mạnh như thế này, sau đó thì banh quay trở lại hoặc là trụ quay trở lại hay gì đó đúng không, quay trở lại thì lúc đó thì mình mới cầm được và mình view là nó có thêm một chốc nữa ở đây thì mình cầm dài được. Thì rõ ràng cuối phiên nó không có kịch bản đó thì tại sao anh em phải chốt ở đây, tránh bị rũ một quả về đây đúng không? Rồi ngày hôm nay view rất là lét rồi đó. Rồi index ngày hôm trước rõ ràng đúng không, câu chuyện là cái vùng này sau khi là sweep qua có những cây màu đỏ ở đây chính là những phiên phân phối, không phủ nhận đây là những phiên phân phối nhưng cái câu chuyện là nó sẽ kéo, nó sẽ cân bằng ở đây, nó kéo tiếp, nó phân phối tiếp ở đây hay không thì mình phải cần chờ, hay là nó sweep hai đỉnh nó có phân phối ở đây lên nó test nó sập thế này thì mình sẽ phải cần chờ. Đối với những cái dòng dẫn, cái dòng chứng khoán nó chỉ điều chỉnh như vậy thôi, trong quá trình chạy nước rút thì nó có những phiên sàn cũng có đúng không, sàn xong điều chỉnh xong kéo ngược lên cũng có, nên là mình có vị thế đẹp thì mình vẫn cứ hold thôi. Tuy nhiên là ngày hôm nay là phiên mà không thể FOMO được, cả phiên sáng đúng không, xanh đét như vậy là không FOMO, có báo rồi anh em rồi, phiên sáng không thể FOMO và kịch bản của mình vẫn là đánh VN Index về lấp gáp vùng 25, lấp cái thằng gáp này. Ngày hôm nay nó cũng lấp gáp vùng 25, tuy nhiên là cái lực bắt đáy nó không có đúng không, cái nhịp mà từ 25 đây này anh em có thể thấy từ 25 hồi lên vùng 33 thì đây chính là cái nhịp mà mình có thể mình đánh long phái sinh, đánh hồi cái nhịp mà nó đánh lên 34 36 đấy. Tuy nhiên là nhịp 2:15 không hồi mạnh và có nhịp quay trở lại đúng không, nhịp quay trở lại thì lúc đó mình tiếp tục mình có thể mình sọt xuống tiếp được nhá, hoặc là mình có những vị thế long là mình phải thoát ra, thì đấy là cách chơi nhá. Thì rõ ràng index cái nhịp này thì mọi người cần phải biết là tôi có một cây doji king nó làm đây thì cây này rất khó qua, thực sự là rất khó qua quay trở lại, thì nó sẽ phải cần chờ một cái vùng cân bằng nó làm đây, nó cũng tái tích lũy nó mới đi lên được, rất khó để qua luôn một cái nhịp ngày mai, nên là ngày mai mình vẫn ưu tiên nó hồi là mình sọt xuống. Hồi thì chỉ cần hồi lửa cây thôi. Đó.
À, tuy nhiên là nếu như mà kịch bản ngày mai nó đóng một cây xanh index như thế này thì sao? Thì tất nhiên rồi mình vẫn có thể trong quá trình giảm thì vẫn có thể long một nhịp lên trên này mà, đúng không? Thì nếu như mà đánh phái sinh thì vẫn có thể canh long ở những nhịp bên dưới. Thì index nó khả năng cao nó sẽ phải cần cân bằng ở trên cái cây doji này, đúng không? Cái doji này. Thì mình đang view một kịch bản nó sẽ có khả năng nó sẽ vận động ở trong cái vùng này trước khi nó có thể phá được cái thằng thằng cây này. Cây này rất quan trọng nhá. Phá được lên hay không thì rõ ràng nó có những cái cây phân phối, không phủ nhận nó nhá, cây phân phối và có những cổ phiếu lột đang phân phối. Tuy nhiên là phân phối không phải là cứ phân phối là nó sẽ rơi xuống, mà nó hoàn toàn nó có thể nó rơi xuống đây sau nó lại kéo lên cao hơn, đúng không? Kéo cao hơn thì nó chưa tạo ưu tác mà, hoặc là chưa gãy cấu trúc thị trường thì vẫn là một cái chen tăng thôi. Ví dụ ngay bản thân của CEO thì rõ ràng nó là một cái chen tăng mà vẫn cũng hold được hàng mà. Tuy nhiên là mình an toàn, mình sẽ chốt lời bớt ở trên những vùng vùng này thôi, đúng không? Đấy là an toàn đó. 28x có báo mọi người là 28x có thể là chốt bớt, còn ai cầm theo cấu trúc vẫn cầm được bình thường. Rõ ràng nó không gãy 23 thì vẫn cầm bình thường chứ. À, tuy nhiên là mình ưu tiên là mình sẽ chốt lời bớt, và nếu như nó gãy sau thì mình sẽ đánh một nhịp hồi lên lúc đó mình sẽ quan sát volume, đúng không? Đó. Thì đối với những cổ phiếu mà chạy nước rút như ví dụ con May Sông Hồng này, bản thân nó quá mua gặp vùng cung mạnh thì mình sẽ không không mua đuổi. Tuy nhiên là những cái nhịp mà nó xác nhận vol to mà đánh lên như 48 chấm x thì kiểu gì chẳng có ăn 40 chấm x đó. Tại vì câu chuyện là cổ phiếu khỏe thì kể cả thị trường mà có vận động đi ngang hoặc là rơi thì nó vẫn cứ tăng thôi, tại vì nó đã xác nhận cho mình dòng tiền nó đang vào, nó đánh tiếp đó. Đây là giai đoạn này để mình sẽ không FOMO thôi, còn hold lại thì vẫn hold bình thường nha, có vị thế đẹp thì vẫn hold. Rõ ràng lên một kèo tích lũy thì làm sao mà thấy được, kể cả câu chuyện thị trường nó có gãy mạnh thì nó lại về lấp gap và nó đi lên thôi, đúng không? Nó chưa mất cấu trúc mà, nó có gãy về đây đâu mà mất cấu trúc tăng, đúng không? Thì đây vẫn là cái cấu trúc tăng của nó, và cái thằng LPS của con này nó về tận đây cơ mà, thì kể cả về về đây mình vẫn có thể mình còn đánh MDH, đúng không? Đánh ở 36 về đây mới là điểm đánh đẹp nhất, còn khả năng cao những con khỏe như vậy thì thị trường có sập thì nó cũng chỉ về đây thôi, là mình vẫn hold được bình thường nhá. Ok, thì ngày hôm nay view khá chuẩn rồi, sáng kéo trụ nhưng mà đỡ ở vùng 57, và tuy nhiên là rất dễ là phá xuống khi mà nó đang tạo cho mình một cái nhịp mà nó đỡ ở cây 57 này này. Có view là mọi người nhịp này là một chờ là sọt ở vùng 5961, hai là thủng 57 đây sọt xuống luôn, thủng 57 đây cái nhịp thủng sọt 56 chấm luôn đó, TP về 50 53 có người há hốc mồm bình thường. À đây là ông nhân viên. Như vậy là cái TP này về 550 nó sẽ đánh về 50 và nhồi sọt 56 58, đúng không? Đó, quanh quanh cái vùng đó thì mình có thể mình nhồi được. Anh nhồi sọt 45 47 này. Tuy nhiên là cái nhịp đấy nó rơi rồi, đúng không? Nhịp đấy là nó xác nhận sai cũng lì nó rơi rồi. Long thì có cái nhịp mà canh long ở dưới vùng 28 thôi. Đó, long này nó một cái nhịp mà canh long nó đánh mình chốt sọt ở đây. Hôm nay mình cho chốt sọt ở vùng 28 30 đấy, cho anh em chốt hết sọt chen ở vùng đó. Và có một nhịp long ở 27 28 thì lưu ý nhá. Cái nhịp long này mình phải chốt lời dần ở vùng 34 36. Đây này, cái nhịp 2 giờ 16 mình view là về 34 36 ít nhất phải chốt 70% và chủ động chốt lời nghỉ khi mà giá nó đang ở 14 giờ 22. Đó, tại vì sao? Tại vì lực cầu lúc đó cơ sở nó không có. Khi mà lớp gáp vùng 25 không có thì rất rất khó để nó bật lên mạnh. Thì những nhịp này nó cần phải thay đổi cấu trúc thì mình mới mới đánh view long dài được, đúng không? Thì rõ ràng là sau một cái nhịp mà sọt ở vùng 45 48 nó nằm ở vùng giá ở đây này 45 48 sọt xuống 28 thì rõ ràng nhịp 2 giờ 16 nó nằm ở đấy, chốt 70% ở vùng giá 34 36 này đi, đúng không? Rõ ràng 34 36 này phải chốt đa phần và chốt hết ở đây 31 32 đấy. Nếu như có bắt long ở cái nhịp ở vùng 27 28 này thì rõ ràng cái cấu trúc thị trường ở đây em có thể thấy là con M1. Mọi người học sóng với cả học cái thằng trên đỉnh H3 ấy, mọi người có thể biết rõ ràng nếu như mà phân tích theo sóng thì đây là một con sóng mà nó giảm
và đoạn này có insight 3 là nó giảm một một mạch về đây, thì rõ ràng con M1 nó muốn thay đổi cấu trúc thì nó phải vượt được hẳn thằng này, rất khó vượt được thằng này đúng không, lực cầu không có làm sao vượt được để mình có thể mình cầm dài được long. Như vậy là mình tiếp tục mình sẽ chờ, một là nó sẽ gãy thằng thằng đáy cũ, hai là nó vượt ở thằng 47 thì nó mới thay đổi cho mình một cấu trúc là à nó giảm xuống tiếp hoặc là nó có chốt tăng. Như vậy nếu như mà câu chuyện nó vượt 48 thì rất khó, tại vì cầu index làm sao không có thì làm sao mà vượt được đúng không? Như vậy là mình ưu tiên là một nhịp có thể nó đánh BOS xuống đây tiếp, thủng 26 tiếp, thì nên tại sao em lại bảo người ai mà long thì chốt hết ở cái nhịp mà 2:22 đấy, khi mà giá nó đang ở vùng 32 đấy, ai mà long có long bắt ở đây chốt đi, rất dễ nó đánh thủng xuống. Mà nếu như mà thủng cuối phiên nhịp 2:15 ấy, 2:15 mà đạp tiếp ấy, là những cái nhịp đấy là rất có thể là phái sinh nó còn sàn cơ, nên là sàn hoặc là thấp nhất phiên cơ, nên mọi người không không nên cầm lo đúng không? Đó thì là xuống đây, thì sau khi xuống đây thì bây giờ mọi người có thể thấy là đoạn này nó tạo ra inside 3. Inside 3 thì ngày mai kịch bản là nó sẽ, một là nó vượt thằng này 36, hai nó sẽ BOS tiếp thằng này, tại vì cây này là cái cây mà nó vượt được cái thằng 28 rồi, thì đây là một cái nhịp pullback hợp lệ đúng không? Đó thì bây giờ là một là ok, nếu như ngày mai mà mày vượt thằng này của tao thì tao sẽ phải chờ lên, một là thằng 41 này, hai là thằng 46, đó là mình sẽ sọt xuống. À, tuy nhiên là vượt thằng này thì nó cũng có ngay một cái inside 3 là mà 38 40 này này. Đó thì 38 đến 41 nhá. Thì mình view là nếu như ok, mở gap lên vùng ngoài thì đây chính là những điểm mình sọt xuống tiếp. Đó mở gap lên đây thì nếu như mở gap lên được rồi thì mình sẽ có một cái nhịp long ở vùng 26 28 này này, nó có thể canh long lên. Đó, tuy nhiên là nếu như không có vượt mà nó tiếp tục nó đánh ở cái biên 26 đến 33 thôi, thì khi mà nó hồi lên vùng 34 36 được, có thể xỏ xuống tiếp được đúng không? Thì rõ ràng cái con cấu trúc này vẫn là một cấu trúc giảm, khi nào nó vượt cấu trúc tăng này thì mình sẽ chờ, à tôi sẽ có thể tôi đánh một nhịp sideway ở vùng này, và sau đó thì mình sẽ chờ xem là à nó form cho mình một cái nhịp tái tái tích lũy hay là tái phân phối làm đây đúng không? Nếu như tái tích lũy thì bắt long ở đâu, khi nó rũ về đâu thì bắt được long, hoặc là tái phân phối thì nó lên ở vùng nào thì mình có thể mình sọt xuống tiếp. Đó thì ok, thì kịch bản cho phiên ngày mai thì mình sẽ view như sau. Thì rất có thể ở đây mình có một tín hiệu tạo SC đây rồi, một nhịp nó tạo ra PS ở đây, đó PS đây, thì vậy đây là cái nhịp mà rất có thể nó tạo SC đây. Thì ở một cái nhịp mà nó tái tích lũy thì có những cái cấu trúc gì có thể nó tạo SC sâu hơn và nó form hơn mình một nhịp tái tích lũy làm đây đi lên, đó cũng có thể là một nhịp mà SC và nó sẽ phải test test lại cái SC này đúng không, có sobering tận ở bên dưới mình đi lên được. Đó, có những nhịp mà nó tạo SC sau đó tái tái phân phối xong gãy SC hồi lên rồi lại tái phân phối đi xuống. Vậy rất nhiều kịch bản ngày mai mình sẽ ưu tiên là mình sẽ đánh hai chiều được. Thứ nhất là mình sẽ tham minh cho em cái vùng 38 đến 40. Đây chính là vùng đáy cũ, vùng Philip Zone đúng không? Đó. Vùng này mình sẽ tham minh là à rất có thể nó sẽ vượt vùng 36 và nó thay đổi cho mình một cái cấu trúc là sẽ cấu trúc đang giảm đúng không? Xu hướng là dừng giảm, dừng rơi đấy. Thì kịch bản ngày mai là có thể nó sẽ có một nhịp loanh quanh đâu đó ở đây, sau đó thì nó sideways đi lên này, vượt thằng này lên vùng 38 đến 41 gì gì đó ở đây, và mình có thể mình sọt ở trên vùng này đi xuống. Đó thì ngày mai mình có thể tham minh những vùng sọt như sau: 38 40 chấm x và vùng 45 48 chấm x chính là vùng LPSI ở trên này nhé. Đó mình đây là những nhịp mà mình có thể sọt xuống. Ở bên dưới mình có thể long lại ở những điểm nào. Long thì mình sẽ cần phải chờ những cái con OB của thằng H1 nhá. Thì mình long tới đất nhất chắc chắn rồi, vùng đáy cũ ở vùng 16 18. Đây chính là điểm mình có thể mình canh long. Đúng không? Vùng SC. Thứ hai nữa là cái vùng mà nếu như nó có nhịp phục hồi mạnh như vậy thì cái vùng ngày mai vùng 26 28 mình có thể mình sẽ quan sát, mình có thể long được. Long được ở vùng này. Đó.
Và mình sẽ ngày mai mình sẽ ưu tiên đánh biên ở vùng 28 đến vùng 38 nhé, 28 38 trước, đánh cái biên này trước. Và ưu tiên là kịch bản này ưu tiên là gì? Ưu tiên là canh hồi. Nếu như mà có hồi trước thì canh hồi sọt, còn nếu như đạp trước thì có thể canh bắt đáy long ở đây, tùy vào nhịp thị trường nhé, tùy vào lực lực đạp thị trường. Thì index mình sẽ canh, à còn H1 mình sẽ nhìn những cái vùng quan trọng sau này. Tôi có vùng 38 đây, rõ ràng cái vùng này nó phá qua, thì khi mà test lại đây chắc chắn là có thể là mình sọt được đúng không? Vùng đáy cũ chính là thằng này 41 đấy, 38 41 có thể chơi này. Cái con OB này, đây có OB đúng không? Rõ ràng có pullback này, về OB này vùng 28 thì rõ ràng khi nó test 28 có thể chơi, được chưa? Đây con OB này, tại sao ở đây mình có một cái inside bar thì đây chính là OB nhá. Tại sao nó lại rút dần từ 14 đến 18 này, có rút rút chân. Rút chân ở đây. Thì đơn giản mọi người thấy một chen tăng mạnh như vậy. Đánh về 0.32 là 0.5 thôi, đúng không? Là có những nhịp mà OB này nó sẽ đỡ giá nằm đây này. Thì rõ ràng vùng 14 đến vùng 18 là mình sẽ canh bắt long. Và vùng 1200, 1202 này, 0.618. Đúng không? Thì đây chính là những vùng một tham phim lớn là mình có thể bắt long rồi. Rồi nếu như một cái nhịp mà sọt chen cover lại sọt chen thì sao? Thì tất nhiên là vùng 4648 là mình vẫn view là tái phân phối và nó sẽ đánh hình xuống ở cái vùng này, thì vùng 4548 là vùng mình canh sọt chen lại, đúng không? Có nghĩa là chen sọt mình sẽ đánh đánh được ở cái vùng 45 đến 48, đúng không? 45 48. Rồi, đấy là những vùng quan trọng tham đánh nhá. Thì rõ ràng con H1 anh em có thể thấy là cái nhịp H1 nó đánh này. Ở đây có chốc. Giá về đây FBO đúng không? Giá về đây FBO gãy xuống về hỗ trợ. Về vùng 48.x đỉnh cũ hỗ trợ này lên test 61 đi xuống. Nó đều có phản ứng ở những time frame nhỏ nhé. Nó test tại vùng 28 có phản ứng lên 36 đúng không? Nó test vùng 16 ở time frame lớn nó có phản ứng, nó hồi lên tận 3x. Thì rõ ràng sau mình sẽ phân tích đa khung thời gian, ở những cái khung thời gian lớn ở những vùng cung cầu mạnh thì ở những trong những time frame nhỏ nó sẽ có những cái điểm long đẹp cho mình đó. Tuy nhiên là những cái vùng vùng này đẹp đánh long thì mình để SL nó hơi xa đấy, ví dụ là vùng 14 18 mình bắt long 14 18 là SL tận 11 đó, thì mình sẽ phải bóp ở trong phiên, mình sẽ phải bóp bóp là SL, cái chính mình phải bóp được SL đúng không? Ở trong phiên có thể SL mình để một điểm hai điểm, nhưng mà nếu như mà điểm chuẩn của mình thì mình sẽ không không sợ. Tại vì sao ở những nhịp này, anh em có thể thấy là đây là có một con doji đúng không, doji xong rồi giảm mạnh xuống thì 461 chấm bích là cái vùng mà nó lên nó test nó không vượt được và nó tạo chốc giảm ấy, nó tạo một xu hướng giảm quay trở lại ở những tham phim nhỏ là mình phải view ngay là đây nó có những nhịp mà tái phân phối đúng không? Đó thì anh em có thể thấy là ở cái vùng giá 46 48 này chính là cái vùng mà nó có QML, thì lên trên QML thì kiểu gì tan thêm nhỏ. Còn M1 M5 thì cũng có điều chỉnh thôi, nên là nếu như mà giá có hồi lên đây thì mình cũng có thể là chốt long và mình quay trở lại mình short lại ở vùng giá 46 48 đúng không? Ok, nhìn anh em nhìn có thể thấy được cái kịch bản cái dung chen. Ngày hôm nay là cái nhịp mà mình đánh long ở vùng 2 27 28, nhưng mà nhịp này là mình chỉ view lên 34 36 thôi nhá. Chỉ view lên 34 36 thôi. Cái nhịp mà đảo long lên này, nhưng mà long chốt ngắn chứ không phải long cầm dài được. Đây là cái nhịp mà mình view từ hôm trước và ngày hôm nay mình tiếp tục follow cái kịch bản này. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái nhịp mà chen mà anh em long 48 ấy, thì lên trên vùng 61x. Đây này, vùng 61 63 là mình phải chốt lời và mình sẽ quay quay trở lại quan sát VN Index test vùng 4650 và xuất hiện lực bán là chốt toàn bộ chen long đúng không? Chốt toàn bộ chen long khi mà thằng index nó test thằng này và xuất hiện lực bán thì rõ ràng xuất hiện lực bán mạnh và có hai cái nhịp sọt ở trên cái vùng này và kịch bản là index điều chỉnh với lớp gáp 25 thì mới đánh long lên. Đó, thì ngày hôm nay tiếp tục follow theo kịch bản này. Khi mà index nó đánh lên 61 mình vẫn follow kịch bản này đúng không, là chốt lời và canh đánh sọt index lớp cao 25 đó.
2 giờ hơn này, kịch bản F1 đảo chuột sọt mục tiêu giảm về 28 thì mình sẽ canh, mình sẽ di tiếp sọt về 28 30. Và cái nhịp cuối phiên là cái nhịp mà nó hồi không mạnh đúng không? Đã view rồi đấy. Thằng index sau khi nó đánh về 225 nhưng mà lực cầu và không mạnh, và cuối phiên 2 giờ 15 nó đảo xuống tiếp thì mình sẽ không cầm cầm, cầm long chain được nữa. Long chain đoạn đấy mình chỉ bắt đáy thôi chứ không phải là cái nhịp mà mình có thể cầm dài luôn. Đó. Thì lưu ý là ngày mai đúng không? Chen lo ngày mai hay là chen chen giảm ngày mai dung chen thì mình sẽ vẫn phải chờ thôi. Quanh quanh những vùng này thì mình sẽ đánh scalp thôi đúng không? Còn chen thì thứ nhất là mình sẽ phải chờ vùng test lên vùng 48. Sọt ở vùng 45 48, hai là mình sẽ sọt ở vùng 58 59 này này, đúng không? Cứ ở những vùng LPSI là mình sọt. Đó. Còn long được thấp thì phải canh được cái vùng SC này, muốn gom long. Gom long và canh được cái vùng SC này 16 và vùng 1200 nhá, vùng 1200 quanh quanh vùng 1200 thì mới đánh long được. Còn nếu như mà giá ngày mai hồi lên luôn thì mình sẽ canh sọt ở bên trên. Đó, sọt ở đây xuống 45 48 và vùng 58 đến 61. Canh long lại đây, đấy là những mục tiêu long chèn. Tuy nhiên nếu như mà nó tạo ra mình một cái nhịp mà tái ở đây mà có xác nhận thì mình vẫn có thể long cao hơn ở trong phiên. Thì cái chi tiết phân tích thì có ở trong Zoom Zalo nhé, và biến động thị trường ở trong live ở trong phiên. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Một một cái tip nữa thì mọi người có thể thấy là cứ sideways down có chen theo white cọp là cứ IMA 10 MA 5 giả xuống đúng không, bảo đảm thắng, bảo đảm thắng nhá. Cứ sideways down lên trên này giả xuống, tất nhiên là cái SR trên những vùng vùng đỉnh nhá. Rồi hôm nay dừng lại ở đây nhá.